3, 2, 1, bắt đầu. Tôi là Lê Thị Tường Vi, tôi là top 40 của Top Chef Việt Nam 2023. Tôi đến từ An Giang, tôi sinh năm 1994. Hiện tại tôi đang là bếp phó điều hành của Sheraton Hải Phòng. Ngày hôm nay cái buổi audition đầu tiên mình là một bạn nữ duy nhất ở đây. Nhưng mà ai mạnh hơn ai thì chưa biết. Bốn năm vừa qua mình sinh em bé cho nên là mình dậm chân tại chỗ, không phát triển được bản thân. Tất nhiên là đến nay thì ai cũng muốn thắng, cũng giống như mọi người ở đây, mình muốn chiến thắng cuộc thi này. Điểm mạnh của mình là mình nghĩ là về vị giác. Mình là người miền Tây nhưng mà khẩu vị của mình rất là chuẩn so với mọi người. Và bên cạnh đó là mình đã tiếp xúc rất là nhiều kiến thức và phương pháp nấu ăn. Tại vì trong cái phong cách nấu ăn của mình, đôi khi mình đề co, mình có sáng tạo một cái gì đó, nó thường sự đó dịu dàng, nó cuốn hút. Hôm nay em mang đến cho ban giám khảo món ăn đó là bánh đúc mặn miền Tây. Thì quê em ở An Giang cho nên hôm nay em mang một món ăn của quê hương mình đến với chương trình hôm nay. Món ăn này thì rất là lâu rồi, em chưa được ăn, gần 10 năm rồi. Thì trước cái hôm mà em đến đây em thi thì em gọi cho mẹ, em nói là mẹ ơi con sẽ thi cái món này. Thì cảm thấy rất là nhớ mẹ, tại vì ngày trước là mẹ hay mua cái này cho mình ăn. Thì món ăn hôm nay của em, cái thành phần chính, cái gốc bánh là bột năng và bột gạo. Cá nhân của mình thì sẽ có là củ sắn, cà rốt, tôm khô và tôm tươi vào đó. Một điều đặc biệt của món này nữa là ở cái nước chấm thì em muốn tạo cho cái chiều sâu của nước chấm của mình. Thì em đã dùng nó bằng nước dùng gà, bằng cách là nấu bằng thịt ướp gà. Em xay nhuyễn ra, em dùng pháp là hấp cách thủy, pha với lại nước mắm, với giống, với đường để ra được cái nước chấm này. Tôi thích món này, tốt. Cảm ơn. Just someone bring the dish, even she not come, I'm guess already from the woman. Nếu mà bạn muốn tới hàng của tôi cũng tới được nhé. Second the same. Sure. I hope you keep your style. I can feel you cook with your emotion. We already test some dish before you. And you know exactly why you do that. You cook well by your herb and your memory. Mời giám khảo Sakan công bố người đầu tiên. Miss Chuan Vi. Tường Vi. In terms of presentation was very nice. I like the dish because of all Vietnamese ingredients, very tasteful. I can feel you were cooking by your emotion. You're cooking by your knowledge. You combine this dish, you create your own self. And colorful too, which is a very simple dish, but tasteful, nice presentation. Tôi sẽ là người mạnh nhất.